Quý vị khán giả thân mến, với tập thứ 3 vừa qua, chúng ta đã xác định được những cầu thủ nhí xuất sắc nhất để đồng hành với chương trình Cầu thủ nhí 2020. Qua những bài tập luyện đặc biệt đến từ hai khách mời là cầu thủ Minh Phương và cầu thủ Vũ Như Thành, các cầu thủ nhí đã có phần thể hiện xuất sắc, chứng tỏ được khả năng của mình trên sân cỏ. Những đường chuyền ấn tượng, những gương mặt quyết thắng, niềm hạnh phúc vỡ òa của các cầu thủ nhí khi đã giành được chiến thắng trong trận đá giao hữu đầu tiên. Xin chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Cầu thủ nhí 2020. Một tuần đã trôi qua và chúng ta còn nhớ ở tuần trước thì chúng ta được xem rất nhiều những kỹ năng, những khả năng chơi bóng của các cầu thủ nhí 2020. Những bài tập của tuần vừa rồi khá là đơn giản, nhưng nó cũng không dễ gì có thể chinh phục được cái sự khó tính của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Sơn. Và bốn cái tên đã lọt vào top nguy hiểm đó là Nhật Cường, Gia Hân, Gia Khiêm và bạn Hoàng Quân. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ngày hôm nay cầu thủ nhí nào sẽ phải dừng lại. Và trên tay của Tuấn Tú hiện giờ đó chính là chiếc phong bì có tên của một cầu thủ nhí sẽ phải dừng lại. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với tên của cầu thủ nhí đó là ai đây. Và người phải dừng lại đó chính là